quý vị, các bản tin liên quan đến Việt Nam sẽ trở lại với phần tin 24 giờ. Thêm 30 người bị tù do biểu tình ở Bình Thuận. Đã có thêm 30 người biểu tình phản đối dự luật đặc khu tại Bình Thuận hôm 10 tháng 6 năm 2018, bị kết án từ 2 năm cho đến 3 năm 6 tháng tù. Tin cho hay, Tòa án thành phố Phan Thiết vào ngày 31 tháng 10 đã tiến hành phiên sơ thẩm đối với 30 người như vừa nêu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, 30 người này có hành vi gây rối trật tự công cộng trước trụ sở tỉnh Bình Thuận nên phải lãnh án tù. Cụ thể, anh Nguyễn Quốc Huệ bị 3 năm 6 tháng tù, các anh Phạm Văn Trung, Lê Nhật Bản, Nguyễn Quý Lai, Trần Văn Công, Tăng Thanh Thuận, Trương Minh Tài cùng bị 3 năm tù. Những người còn lại bị kết án từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù. Như vậy, tính đến nay đã có gần 100 người bị kết án tù do biểu tình chống dự luật đặc khu tại nhiều địa phương trên cả nước vào những ngày 9, 10 và 11 tháng 6 năm 2018. Trong khi đó, thì Cộng sản Việt Nam muốn lọc thông tin trên mạng qua Bộ Quy tắc Đạo đức. Thưa quý vị, Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã thúc giục Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đạo đức cho những nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như là cư dân mạng xã hội. Chính phủ Việt Nam yêu cầu các cơ quan hợp tác với hai mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, đó là Facebook và Google, để ngăn chặn những thông tin bị cho là sai lệch, trái với quan điểm, chính sách, cương lĩnh của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Theo các hãng thông tấn nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có chỉ thị thành lập một trung tâm theo dõi an ninh mạng. Trong khi đó, tại tỉnh Thanh Hóa đã có 7 học sinh trung học phổ thông đã bị đuổi học với lý do đăng lời lẽ xúc phạm thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày 31 tháng 10. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 tới đây, luật an ninh mạng Việt Nam chính thức có hiệu lực. Tuy rằng luật này đã bỏ điều khoản quy định các công ty nước ngoài phải lập trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, nhưng vẫn buộc họ cung cấp thông tin người dùng nếu được Công an Cộng sản Việt Nam yêu cầu. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 12 năm 2018. Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2018, sau khi Australia là nước thứ 6 vừa ký phê chuẩn vào hiệp định này vào ngày 31 tháng 10. Reuters loan tin vừa nêu trong cùng ngày dẫn nguồn từ thông báo của Úc Quốc cho biết nước này vừa hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tham gia vào CPTPP và sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12. Hoa Kỳ là quốc gia khởi xướng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước tham gia. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định này sau khi ông trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Các nước thành viên còn lại trong Hiệp định TPP mong muốn Hoa Kỳ sẽ tái gia nhập, đồng thời nhấn mạnh cam kết của họ đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sau đó được điều chỉnh thành CPTPP với sự tham gia của 11 nước thành viên còn lại và chính thức được ký kết ở Chile hồi tháng 3 năm 2018. CPTPP sẽ giúp giảm hàng rào thuế quan giữa 11 nền kinh tế, chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Hiện nay có 6 quốc gia đã phê chuẩn, bao gồm Nhật, Canada, Mexico, Singapore, New Zealand và Australia. Học giả trong cộng chụp trộm tài liệu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam. Thưa quý vị, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nguyên phó giám đốc Thư viện Hán Nôm Việt Nam vào ngày 31 tháng 10 cho hay, vào sáng ngày 30 tháng 10, họ đã phát hiện một độc giả nữ người Trung Cộng sử dụng chiếc kính đặc biệt để chụp các tài liệu mà cô ta mượn của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Cũng theo tiến sĩ này, thì vị độc giả sinh năm 1981, công tác tại Viện Nghiên cứu Nam Dương thuộc Đại học Hạ Môn của Trung Cộng. Nam Dương tức là Biển Đông, mà Trung Cộng gọi là Biển Nam Trung Hoa. Tên của độc giả này hiện không được công bố. Được biết, sau khi chụp xong bằng chiếc kính có gắn camera, những dữ liệu được chuyển sang máy điện thoại của cô không cần dây nối. Những người có chức trách của viện đã lập biên bản, tịch thu chiếc kính camera, đồng thời tạm giữ máy điện thoại và máy tính. Cuộc làm việc có sự chứng kiến của nhân viên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo lời thuật lại của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, thì lực lượng chức năng chỉ đến chứng kiến chứ không có chỉ đạo hay can thiệp gì. Bản tin giải trí cho biết, Barbara Streisand ra mắt album chống Tổng thống Trump trong chương trình Carpool Karaoke. Sự phản đối của Barbara Streisand với Tổng thống Donald Trump đang là nội dung trong album mới của Barbara. Ca sĩ huyền thoại có một album mới sắp ra mắt vào thứ Sáu với tựa đề Walls, thể hiện cảm xúc của mình về Trump và chính phủ của ông. Một đĩa đơn Don't Lie to Me đã được phát hành. Barbara nhận thức được khi nói rằng không phải ai cũng hài lòng về dự án âm nhạc mới của bà. Streisand sẽ xuất hiện vào thứ Năm trong show Carpool Karaoke trên Late Show with James Corden.
Bản tin giải trí tiếp theo cho hay Meghan Markle và hoàng tử Harry gặp gỡ nhân vật Ork trong Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn. Thưa quý vị, hoàng tử Harry và Meghan Markle đã được tiếp đãi với phong cách điện ảnh vào tối thứ hai ở Wellington, New Zealand. Công tước và nữ công tước xứ Sussex đã đến thăm Connaughty Creative, một công ty sản xuất phim và có sự tham gia của những người trẻ tuổi trong hậu trường. Họ đã được chào đón bởi một số khuôn mặt đáng sợ và kỳ quái. Cặp đôi bước vào sự kiện vượt qua hai hiệp sĩ trong bộ giáp trước khi quay mặt đối mặt với một orc đáng sợ. Một trong những nhân vật phản diện đáng sợ từ bộ phim Lord of the Rings, phim nhượng quyền thương mại được quay tại New Zealand. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Năm ngày 1 tháng 11 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời có nhiều mây âm u, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 58 và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 80% xác suất mưa sẽ kéo dài đến chiều tối. Thành phố New York trời nắng nhẹ và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 68 và thấp nhất vào ban đêm là 60. Gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Thủ đô Washington DC trời nhiều mây và âm u, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 75, thấp nhất vào ban đêm là 66 độ. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Chuyển sang khu vực Atlanta, trời nhiều mây, âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 70, thấp nhất vào ban đêm là 61 độ. Gió Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo có 100% xác suất mưa sẽ kéo dài đến chiều tối. Orlando, trời nắng nhẹ và mây rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 87 và thấp nhất vào ban đêm là 70. Gió Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa rất thấp, chỉ vào khoảng 10%. Thành phố Chicago trời âm u nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 52 và thấp nhất vào ban đêm là 43. Gió Đông Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Dallas trời nắng nhẹ và mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 60 và thấp nhất vào ban đêm là 45. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ có 10%. Houston trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 67 và thấp nhất vào ban đêm là 50 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Seattle trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 60 và thấp nhất vào ban đêm là 56. Gió Tây Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo có 60% xác suất mưa sẽ kéo dài đến chiều tối. San Jose trời nắng nhẹ và mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 53. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Los Angeles trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 60. Gió Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.